LG G4. Như vậy là sau khoảng tầm 5 đến 7 ngày gì đó mình chờ đợi thì con máy này đã về với mình rồi. Đây là cái hộp mình nhận được này, đơn vị vận chuyển là Viettel Post, các bạn có thể thấy là điện thoại LG G4 chính hãng nha. Cấu hình khủng à, cấu hình khủng nghe hơi quá. Nhưng mà nếu như so với cái tầm giá là 1 triệu đồng thì cũng tạm tạm. Nắp lưng da bò tinh tế, tặng đầy đủ phụ kiện này, số lượng là một nha các bạn nhé. Đó, mình mua shop là đây, Thế Giới Đồ Nhật ở ngoài Hà Nội, nên là chuyển về Hồ Chí Minh thì nó sẽ là hơi lâu. Ngày đặt hàng là mùng 5 tháng 3, hôm nay là mùng mùng 10 tháng 3 đúng ta? Đó, tầm khoảng 5 ngày gì đó. Đối với mình là nó hơi lâu một tí. Mình sẽ là khui hộp nó ra và mình sẽ nói lý do tại sao mình để đặt con G4 này. Thứ nhất là cái con G4 này là một trong những con flagship LG hồi xưa mà mình cực kỳ thích. Hồi xưa á, là vào năm 2012 thì mình rất thích con là LG G2, 12, 13 gì đó. Mình không đủ tiền mua, tại đó mình mua con LG L3. Đó, nhưng mà con đó xài rất ok nha. Và một đó là một trong những con máy Android đầu tiên mà mình dùng là đến từ LG, là mình cũng có tình cảm với hãng này ít nhiều vào cái thời điểm đó. Và con G4 này là vào năm 2015, và thời đó là mình cũng có làm về công nghệ rồi và mình cũng không có điều kiện để mà trải nghiệm hay là dùng con này nhiều. Đợt đó mình nhớ là mình chỉ cầm qua loa nó thôi. G4 này rồi là V10 này là những con flagship LG là mình có được cầm, nhưng mà cầm tầm một vài tiếng này, mình không được dùng lâu á. Là hôm nay mình có lướt Shopee thấy thì mình nhớ lại là mình đặt về, với lại là mình cũng tiện review cho các bạn xem luôn. Bởi vì các bạn là với 1 triệu đồng bây giờ thì cũng khó mà chúng ta mua được những cái chiếc máy ngon, và hàng LG flagship thì nó cũng sẽ có những cái điểm mạnh. Shop đóng gói khá cẩn thận các bạn nha. Ui da, bên trong thì mình thấy có là một cái bộ sạc micro USB. Thực tế ra thì mình cũng không cần bộ sạc lắm đâu, nhưng mà shop cho thì ok cứ lấy thôi. Á chà, sạc nhanh của Samsung. Đây là sạc nhanh kiểu là 15W fast charge. Đó, phổ biến trên những cái dòng A, dòng M của Samsung. Ok, và đây thì mình thấy là đóng gói túi chống sốc các thứ cũng khá là kỹ càng. Rồi, mình sẽ là bóc nó ra xem sao. G4 một con flagship thiết kế cực kỳ đẹp và cái mặt lưng da rất ấn tượng. Là không biết mình có được hàng tốt hay không. Đây có là hóa đơn này, cửa hàng. Nói chung các bạn mua online ở trên Shopee á, thì còn tùy nha. Có shop thì sẽ có phiếu bảo hành và có shop thì không. Shop có phiếu bảo hành thì chứng tỏ là khá là chuyên nghiệp. Bảo hành 3 tháng, à ngon, từ 8 tháng 3 ngon. 3 tháng, 8 tháng 3 là phải đến là đến tháng 6, 8 tháng 6. Đại diện cửa hàng ký các thứ này, chính sách bảo hành này. Các bạn phải đọc kỹ cái này, là bảo hành 3 tháng đổi mới hoặc lên đời 15 ngày miễn phí, trường hợp sản phẩm bị lỗi mà quý khách không muốn đổi thì chịu phí ship à. À hiểu hiểu hiểu. Bị lỗi mà đổi là không có, không chịu phí ship, mà không bị lỗi mà đổi thì phải chịu phí ship. Ok, đồng ý. Sản phẩm bảo hành nguyên tem không rơi vỡ, bao test nước tại chỗ không, bảo hành chống nước vì rất khó quản lý dùng. Đúng rồi, lắp ship cũ thì chống nước sao được. Và hên xui đó, địa chỉ cửa hàng khá ok ha. Cái này là mình không hề quảng cáo cửa hàng đâu nha, nhưng mà ok để mình review thực tế xem nó có tốt như cửa hàng này mô tả hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ biết ngay. Đây, ô úi chà chà, có ốp lưng luôn. Mình sẽ tháo nó ra nha. Phải nói rất mê thiết kế của G4. Đó là cái thời năm 2015 á. Hình thức thì rất đẹp, không biết có phải vỏ zin hay không hay là vỏ thay. Nhưng mà dòng G4 này thì mặt lưng chúng ta được làm bằng da thật nha, da bò, rất là đẹp và sang. Đấy, thiết kế khá là sang luôn. Tại đây chúng ta sẽ có cùng camera thì đó, đầu tiên mình sẽ nhìn hình thức bên ngoài thì khá là mới. Mới nhìn thì mình thấy mới, và mình sẽ đi soi kỹ từng cái chi tiết. Thì về cái cụm camera này thì mình thấy là không bị trầy xước kính này. Đó, những cái vị trí đây là phím nguồn này, phím bấm tăng giảm âm lượng này. Đó thì cũng không bị trầy xước nha. Đây có đèn laser lấy nét hình như là vậy. Có đèn flash cảm biến nhịp tim hay gì đó. Và đó, chúng ta có cái đường kẻ chỉ ở chính giữa này, trông rất là sang trọng. Có loa ngoài đặt ở bên dưới. Và dòng G4 này thì bóc được nắp lưng nha. Tí nữa mình thử bóc coi. Rồi, cảnh trái thì đó, được dán cái keo trong luôn. Mình sẽ bóc hết keo trong ra luôn ha. Chà, rất mới luôn. Chứ là G4 bây giờ mà còn hàng mới này thì cũng không loại trừ là thay vỏ. Rồi tí nữa mình phải test kỹ thì mới biết, chứ chưa kết luận ở thời điểm hiện tại nha. Mình không dám nói con này còn nguyên zin. Mặc dù shop cam kết là còn nguyên zin, nhưng mà mình hiện tại mình chưa dám chắc đâu nha. Mình phải check kỹ cái đã.
Rồi cảnh phải thì nó trống trơn. Bên trên thì mình thấy là có một cái gì đấy, có micro và một cái gì đấy, hình như là cái đèn hồng ngoại. Tí nữa thì mình sẽ là test kỹ hơn là mình chia sẻ sau với các bạn nha. Cảnh dưới thì có là jack 3.5, có micro chính, có cổng micro USB để mà sạc. Cái thời điểm đó thì cổng micro thôi. Đây là cái G để các bạn bóc nắp lưng ra này. Úi chà chà, nắp lưng khá khít. Trong G4, G3, G5 gì đó thì bị đột tử, và mình cũng rất hy vọng là không xui xẻo dính phải con đột tử. Nắp lưng khá mới luôn, nắp lưng này rất mới luôn. Bên dưới thì mình thấy là có cái chấu này này, hình như là tính năng sạc không dây. Đó, tính năng sạc không dây. Tí nữa mình sẽ test sạc không dây luôn, bởi vì mình có con S21 Ultra ở đây mà. Nó có những cái series như này thì chắc mình phải là Google tìm cách để mà phân biệt là G4 zin, vỏ zin hay vỏ lô và các thứ thì mình mới đó mới dám kết luận chính xác. Bên trong có khay sim, có khay thẻ nhớ luôn này, rồi là có đây là viên pin này, 3000 mAh, mình tháo nó ra luôn. Pin rất mới, bản mạch bên trong cũng rất là ok luôn. Có cái tem bên trong này thì nó hơi bị phai một tí, chắc là thời gian lâu quá. Tên mã là F500L, LG số series các thứ. Rồi đó, đây là loa này, những cái vị trí con ốc này, đó dấu pin bùng các kiểu. Ok, bây giờ mình sẽ là lắp sim, lắp các thứ và mình test thôi. Và mình cứ phải khởi động nguồn lên ạ, xem nó có lên nguồn hay không để tính tiếp. Úi chà chà, lên nguồn. Thôi cứ đóng nắp lưng lại đi. Một con lắp sim phải nói là đỉnh cao của LG. Cái thời mà LG chưa kiểu là chưa xuống dốc, tụt dốc không phanh như bây giờ đâu. Thời con G4 này thì LG vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao các bạn nha. LG G2 này, G3, G4 là thời LG đỉnh cao, họ chỉ sa sút từ G5 thôi. Con số 5, từ số 5 trở đi thì LG mới bắt đầu tụt dốc. Thì G4 vẫn được đánh giá là một trong những con flagship tốt nhất cái thời điểm mà nó ra mắt. Wow, màn hình rất trong và đẹp, độ sáng cao. Đó, có thể sử dụng thì nó đó, chờ một tí cho nó loát, bởi vì là chúng ta mới khởi động lên thì nó chưa ổn định hoàn toàn. Ô, khá mượt ha, mượt mà. Rồi, nhưng mà mình cũng cần phải test thêm. Có coi Android chắc là cũ rồi này. Chúng ta cứ thử vào check xem là Android mấy. Chung giới thiệu điện thoại, thông tin phần mềm Android 6 Marshmallow, hình viên kẹo dẻo. Ok, mình sẽ là test thêm, hẹn các bạn tầm 1 đến 2 ngày tới hoặc 3 ngày tới thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với con này để xem chúng ta có đáng mua trong phân khúc siêu rẻ là 1 triệu hay không. Mình đã quay trở lại rồi đây, như vậy là mình đã có tầm hơn 1 ngày để mà dùng con G4. Thực sự mình rất bất ngờ rất nhiều thứ. Tuy nhiên chúng ta hãy cứ đi vào từng cái thứ một. Và ngày hôm qua thì mình mới check sơ về cái mặt phần cứng. Sau khi tìm hiểu thêm thì các bạn có thể có một số những cái cách để mà chúng ta check thêm LG G4 hàng cũ. Đó, tức là đối với dòng G4 thì chúng ta sẽ bóc được cái nắp lưng này ra này. G2, G3, G4 thì bóc được nắp lưng ra. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái quỳ nha. Cái quỳ màu trắng như thế này, nếu như nó mà đổi qua màu tím thì nó đã bị vào nước, còn không thì thôi. Và mình thấy là ở bên trong chiếc máy này thì những con ốc các thứ còn rất đẹp, và linh kiện thì nó còn khá là đẹp. Thì shop có nói đây là máy nguyên zin nguyên bản. Tuy nhiên mình nghĩ thì cũng hên xui thôi, bởi vì là G4 nó quá là cũ rồi, cách đây tầm là 5-6 năm rồi. Thì kiếm một con máy nguyên zin nguyên bản á, thì phải nói là rất khó, thực sự nói rất hiếm. Tuy nhiên không phải là không thể nha, nhưng mình nghĩ thì cũng không hy vọng vào cái điều đó. Nhưng mà mình cũng tính bung máy ra để mà check linh kiện ở bên trong. Nhưng mà nghĩ lại thì ôi giời, dù sao thì con máy có một củ thì kể cả là máy dừng cũng được. Nói chung máy dừng thì nó không xấu. Máy dừng tốt hay xấu thì nó còn tùy vào lương tâm của người dừng và cái người bán cái sản phẩm đó. Nếu như họ dừng tốt thì cũng vô tư thôi. Vì với những cái dòng flagship cũ như này thì đào đâu ra nguyên zin nguyên bản. Đó, nhưng mà shop nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Đối với dòng G4 thì thiết kế kiểu nó hơi cong cong như thế này này. Đó, mình tin các bạn là fan LG sẽ là biết cái điều này đúng không? Và nó khá là thú vị khi mà chúng ta cầm nóng và sử dụng. Và một trong những cái điểm đầu tiên mà mình thích nhất trên con G4 này khi trải nghiệm chính là về cái mặt màn hình. Phải nói chao ôi, cái màn hình này nó đẹp. Thực sự nói mình không hề nói quá, cái màn hình này nó rất đẹp. Mình cũng rất bất ngờ, bởi vì là mình không nghĩ là với
Bởi vì dù mình biết LG làm màn hình rất đẹp từ trước đến nay rồi, nhưng mà G4 này đúng thực sự là khi trải nghiệm lại thì mình vẫn thấy nó quá đẹp. Đặc biệt là dù nó đã có tầm 5 đến 6 năm tuổi, cái màn hình này phải nói là nó có độ sáng cao là cái thứ nhất này. Và thứ hai, cái màn này nó trong vắt luôn các bạn ạ. Nó rất là trong, nhìn rất là đã, rất là thích mắt. Và nó kiểu là nó tươi, không bị ám màu gì hết. Và thực sự là sử dụng cái màn hình này để mà xem phim phải nói là quá là tuyệt vời. Nếu như chỉ xét trong tầm giá là 1 triệu đồng, mình tin màn hình con G4 này thì nó còn đẹp hơn rất nhiều những cái chiếc máy Android giá rẻ trong tầm là dưới 5 triệu đồng, mình lấy cái phân khúc giá đó luôn. Đó. Và nó phải đẹp ngang ngửa với những cái chiếc máy tầm trung có màn hình tấm nền AMOLED hay là Super AMOLED. Đối với những cái dòng LG cũ, các bạn cũng nên chú ý là màn hình nó có bị là chết điểm ảnh hay là nó có bị lưu điểm ảnh hay không ha. Nhưng mà mình check con này thì màn hình khá ok, nó không bị một cái vấn đề gì luôn. Đó, kể cả là những cái viền màn hình này này, có cái chỉ màu đen ở phía trong thì nó đều tông tấp, nó đều. Thì mình cũng rất hy vọng con máy này là đúng là nó nguyên zin thật như lời shop mô tả, thì phải nói là rất là ok. Màn hình này thì mình có xài nó một buổi tối, mình có xem YouTube, mình có lướt TikTok các kiểu, quá là ok, quá ngon, không có điểm gì để mà chê luôn. Rồi tiếp theo là về cái hiệu năng xử lý đi. Thì với con G4 này thì chúng ta sẽ trang bị là con chip Snapdragon 808 có 3GB RAM, 32GB nhớ trong, có cái cắm thẻ nhớ ngoài. Và phiên bản G4 mình đang có ở đây có tên mã là F500L. Thông tin phần mềm đây này. Đó. Và đây là LG G4 phiên bản Hàn Quốc nha. G4 chúng ta sẽ có thêm phiên bản Mỹ và một vài những cái phiên bản khác nữa, nhưng mà đây là cái phiên bản Hàn Quốc, nên là mình thấy là bên trong phần mềm nó có rất nhiều những cái app hình như là của nhà mạng bên Hàn hay là gì đó, app tiếng Hàn Quốc theo kiểu như vậy. Và với cấu hình như trên thì mình thấy là những cái tác vụ xử lý trên con G4 này thì nó vẫn khá là ổn áp. Đó, mình rất sợ là nó xài bị lag giật, nhưng mà không. Đó, T808 là con chip khá là cũ. Mình nhớ thời điểm mà con 808 đó thì nó là một cái phiên bản chữa cháy của con là Snap 810. Nếu như con 810 thì nó quá nóng, thì với con là 808 thì nó giảm xung nên là ít nóng hơn, cũng như nó là con chip mà chúng ta có 6 nhân đó, kiến trúc nó hơi lạ một tí so với những con chip 4 nhân và 8 nhân, thì con này là có 6 nhân. Thời điểm đó thì nó cũng trang bị trên một số những cái mẫu flagship, giờ thì mình cũng không nhớ ra là những cái mẫu flagship nào. Và hiệu năng xử lý với những tác vụ bình thường các bạn có thể thấy ha, thì khá là ổn áp. Chỉ có điều là các bạn mà sử dụng nhiều tác vụ thì nó sẽ là bị lag nhẹ và nhẹ nhàng thôi, còn lại là không quá lag giật đâu. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy đó, mình thoát ra ngoài hoặc là khi ấy thì đôi khi nó cũng hơi lag một tí đấy. Nhưng mà tất nhiên vẫn sử dụng bình thường, không quá khó chịu. Để mà test kỹ hơn hiệu năng con này thì mình tiếp tục là cài những cái tựa game bao gồm game nhẹ và game nặng ở đây này. Thì với game nhẹ như là Subway Surfer, Temple 2 thì mình test chơi ok. Hai game này thì xử lý vẫn ổn áp bởi vì nó là game nhẹ. Và mình thử cài lên quân mobile để test xem như thế nào. Thì là con 808 này thì với những cái mức setting liên quân thì nó vẫn có thể là thiết lập được những cái mức hình ảnh chi tiết ở cái mức cao. Tuy nhiên nó sẽ không bật được là FPS cao 60fps ha. Và chúng ta chỉ chiếm ở mức 30, và mình cũng có thử test chơi thì vẫn chơi được. Đó. Và nhưng mà nó chơi theo kiểu là tạm tạm thôi, chứ nó chơi không mượt đâu nha. Đó, nhưng mà vẫn có thể chơi được nếu như các bạn thỉnh thoảng làm một vài ván liên quân đó, hoặc là những cái tựa game nhẹ thì vẫn được trên con máy này. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý về con 808 thì cơ bản đây vẫn là con chip nóng. Nó thuộc series là những con chip đầu 8 như là 801, rồi là 808, 810, 820, nó đều là những cái họ chip nóng, nên là hoặc là cũng có thể là về giới hạn thời gian là chúng ta sử dụng lâu rồi, nên là con máy này xài bình thường một tí thì nó sẽ là hơi nóng lên hơi nhanh nha. Nó sẽ là nóng lên hơi nhanh. Còn game thì đúng chắc chắn thì nó sẽ nóng rồi. Đó, nhưng mà các bạn game thì chắc là chơi ở trong phòng máy lạnh được. Điều kiện môi trường khác thì nó sẽ không đáp ứng được đâu. Đó, rất là mượt, đúng không? Nói nếu như các bạn chỉ là xài những tác vụ bình thường thì con này vẫn đáp ứng được tốt, miễn là đừng có chơi game. Tiếp theo thì phải nói về cái mặt âm thanh, thì đây cũng là thế mạnh trên những cái dòng máy của LG và G4 chúng ta có đắc rời âm thanh chuyên dụng, đúng không? Các thứ thì mình thấy là về cái loa ngoài thì nghe khá hay. Thực sự mà nói, nghe rất hay nha. Đó, kể cả các bạn có đeo tai nghe vào thì nghe nó cũng rất là êm. Cho nên con máy này thì các bạn có thể là dùng như kiểu là một cái chiếc máy nghe nhạc hoàn toàn vô tư.
Nói thêm tí về cái mặt phần mềm đi, thì chiếc máy này thì nó đang ở Android 6 Marshmallow. Đó, với Android 6 này thì mình có test cài game app thì nó cũng không báo là không tương thích hay là gì hết, thì vẫn cài được những cái app phổ biến, gọi là banking, ngân hàng vẫn có thể dùng được, Lazada, Shopee, Tiki, rồi là nó riêng MP3 nhập của tôi, rồi là YouTube, rồi là app Messenger, rồi là TikTok, rồi là Zalo, ok hết nha, nó không ấy một cái game app nào, vẫn còn tương thích. Và đó, như mình đã nói này, nó sẽ có rất nhiều tiếng Hàn, nhưng mà mình thấy là không gỡ được hết, thì chắc các bạn phải tìm hiểu root máy, sau đó chúng ta mới gỡ hết được những cái app rác ấy. Thì mình nghĩ nó sẽ là mượt và nhẹ hơn, bởi vì là mấy cái app này thì nó cũng nặng, nó chiếm dụng nhiều bộ nhớ các thứ, nên là nó cũng làm chồng con máy này một phần, nên là các bạn mua về cứ thoải mái vọc vạch root máy rồi chúng ta tối ưu thêm thì sẽ là dùng còn ok hơn. Tiếp theo, cái điểm mà mình cực kỳ thích trên cái con G4 này, ngoài cái màn hình ra, là về cái phần camera. Theo mình kết luận, đây sẽ là cái con máy chụp ảnh tốt nhất trong tầm giá dưới 1 triệu đồng, tính những cái dòng flagship cũ hiện nay các bạn có thể là mua được ha. Đấy, mình sáng nay có mang xuống bên dưới test rất nhiều ảnh và kết quả thu được khiến mình cũng khá là bất ngờ. Đó, đây là cho các bạn xem những cái tấm ảnh mình chụp trong điều kiện là đủ sáng ha. Chi tiết lên vẫn rất ngon và cái màu sắc, cái nước ảnh vẫn rất là ok luôn. Đấy, đó, mình có thử là chụp những cái tấm điều khiển ngược sáng, đó thì ảnh vẫn rất là ok. Và mình cũng có thử chụp những cái bông hoa luôn. Và đối với cái dòng G4 này, cái thời điểm năm 2015 thì nó được đánh giá là một trong những con flagship có camera tốt nhất ấy. Và đó, nó còn ăn cả những cái con flagship của Samsung, iPhone, Huawei đồ này kia mà. Rồi, hình như con nói là con này là được đánh giá là tốt nhất về mặt camera trong năm 2015 gì đó, cái năm đó. Và cái điểm mà khiến người dùng thích trên con G4 này chính là về cái phần là chụp thủ công chỉnh tay, thì chúng ta sẽ có khả năng tùy chỉnh rất sâu sắc ở bên trong. Đó, các bạn sẽ có cái phần này, chế độ là đơn giản thủ công này. Và thủ công thì có rất nhiều thứ để mà các bạn tinh chỉnh ở bên trong này, cân bằng trắng, lấy nét thủ công này, đó, lấy nét gần xa thủ công, macro và lấy nét xa đây này, ISO, rồi là tốc độ màn trọc, cái này nữa, những cái thông số bên trên này này, rồi đỉnh dạng ảnh là RAW và JPEG này, chụp ảnh RAW để mà chỉnh sửa nhiều luôn này, rồi là có rất nhiều những cái chế độ, đó, cơ bản thì nó sẽ là như thế này, cơ bản đó, đơn giản thì nó sẽ như thế này. Cơ bản là như này, bên trong này chế độ thì có rất nhiều luôn, rồi hiển thị kép này, đó, dùng cả cam trước và cam sau, cái này là đó là ông tổ của cái tính năng này. Đến thời điểm năm nay ấy, một số những cái chiếc máy tầm trung mới có cái chế độ như này, ý là họ mới bắt đầu là PR lại cái chế độ này, nhưng mà thực ra trước đó là LG đã có hết đó, LG cái gì cũng có. Tiếp theo, sau tiếp một vài những cái tấm ảnh là mình chụp macro bằng cái chế độ thủ công ấy, tức là mình chỉnh lấy nét bằng tay chụp một số tấm macro, các bạn có thể xem này, ảnh khá là ok đó. Và đó, như cái tấm này mình chụp này, ảnh lên quá ngon luôn, thực sự phải nói là ăn đứt mấy con trong tầm giá là 3 triệu đồng luôn, trên Android mới 3 đến 3,5 triệu đồng luôn đó, nước ảnh rất ngon nha. Hay như những cái tấm mình chụp bông hoa này, các bạn thấy ngon không, quá ngon luôn, xóa phông mù mịt luôn, khẩu f1.8 mà không lớn mà. Đấy, rồi tấm này này, quá ngon đi không? Dãi nhảy sáng Dynamic Range rất tốt này, ảnh rất trong và chi tiết vùng sáng vùng tối ngon, chụp ngược sáng thì cũng không bị cháy sáng. Rồi như tấm này là mình chụp cái lon Pepsi này, rất ngược sáng và nó vẫn có thể là kéo chi tiết ở những cái vùng tối rất tốt và ảnh không bị cháy sáng. Đấy, rồi về ảnh selfie thì mình đánh giá nó bình thường. Những cái tấm ảnh selfie như vậy là cũng ổn ổn rồi, ít nhất vẫn hơn những cái con Android giá rẻ tầm là 1,5 triệu 2 triệu đồng đúng không? Đó, nhưng mà selfie thì nó bình thường thôi nha, nó không quá đẹp đâu. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo là về cái khả năng quay video. Quay video thì các bạn có thể xem được, nói chung quay video vậy là cũng ổn rồi, không thể nào đòi hỏi với một chiếc máy 1 triệu đồng mà quay ngon hơn được như thế này. Quay video cũng tốt nha, nếu như so với tầm giá. Nói chung cam con này thì các bạn mua về chụp ảnh quá hợp lý, quá bá đạo, trong tầm dưới 1 triệu đồng là con chụp ảnh tốt nhất.
Cuối cùng thì mình sẽ nói về pin. Thì đó, mình đã tháo nó ra đây rồi và máy sẽ có pin 3000, nhưng mà pin này thì mình nghi là nó là pin lô, chứ phải là pin zin. Đó, hoặc là nó đã là bị chai pin rồi, bởi vì mình xài là pin nó không quá tốt. Nói như các bạn sạc đầy pin á, các bạn dùng để nghe gọi, lướt TikTok như một cái chiếc máy phủ á, không chơi game đồ này kia, hoặc các bạn chỉ chụp ảnh á, thì trụ được là gần một ngày, hoặc là một ngày. Nếu như xài ít á, tần số ít như một chiếc máy phủ thì được một ngày, còn xài nhiều thì một buổi thôi. Và mình có check giá thì pin zin của G8 này thì nó dao động tầm là từ 80 đến gần 200 ngàn. Thì các bạn mua một cái cục pin zin của nó thì mình nghĩ là sẽ là dùng tốt hơn. Với lại cơ bản dòng này thì pin nó cũng không quá trâu, nên các bạn có thể là sắm hai cái viên pin này 200 ngàn là có thể là đủ là chúng ta dùng làm máy phủ rồi. Nếu như chúng ta đi đâu đó xa thì sắm thêm hoàn toàn ok. Đó, phần mềm của LG thì sẽ có những cái tính năng như gọi là double tap để mà sáng màn hình, rồi là các kiểu double tap để tắt màn hình. Có thể nói là củ tổ về những cái tính năng thông minh như trên. LG Less Good Power by Android. À, nó đã có cái dòng này rồi. Có cái đèn LED ở chỗ camera để mà thông báo khi sạc pin ha. LTE có 4G. Nói thêm là một ngày qua là mình lắp nó để mà check nghe gọi, đàm thoại, rồi là các thứ đều rõ ràng. Dùng máy phủ vô tư, không có vấn đề gì về nghe gọi hết. Và 3G, 4G cũng bắt sóng vô tư nha, và không bị lỗi làm gì luôn. Nói chung quan trọng là không bị lỗi gì về phần mềm, vậy là ổn rồi. Thì tổng kết lại thì với tầm giá là 1 triệu đồng thì thực sự là bây giờ các bạn cũng không thể mua được chiếc máy nào ra hồn. Và G4 thì nó sẽ có những cái giá trị đầu tiên á, là các bạn mua về sưu tầm, bởi vì thiết kế nó quá đẹp, quá độc. Da bò này rất đẹp và sang này. Đó, cũng như đây là một cái dòng máy từng được rất được ưa chuộng của LG. Thứ hai, các bạn muốn nói như một cái chiếc máy phủ để chúng ta nghe gọi, nhắn tin, xem YouTube, rồi là lướt Facebook, TikTok, Zalo. Đó, một cái chiếc máy phủ kiểu như vậy. Bên cạnh đó là một cái tác dụng cuối cùng mình nghĩ là cũng rất nổi bật, chính là các bạn mua về chụp ảnh. Bây giờ thử hỏi đào ra 1 đến 2 triệu đồng, các bạn không thể có con nào mà chụp tốt như con này đâu. Thực sự các bạn cứ tin mình đi. Tiếp theo cũng cần phải nói thêm về cái vấn đề đột tử, tại vì đây là vấn đề hên xui. Và LG thì bị từ G2, G3, G4, G5 là những cái dòng đột tử rất nhiều. Thì các bạn mua con này về thì rẻ như vậy, nhưng mà chấp nhận thêm cái vấn đề hên xui nha, để dùng trong quá trình sử dụng nó. Đột tử thì xui thì chịu thôi, nó sửa thì giờ hư là vứt, không thể sửa, không sửa làm gì với cái mức giá rẻ như thế này. Thì nội dung của video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn muốn mua chiếc máy này thì có thể là click vào link phần dưới mô tả video. Và nếu như cảm thấy hữu ích, hãy đừng quên bấm like và đăng ký kênh Mua Hàng Online để ủng hộ team mình và đón chờ những cái video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.